Chúng ta xen kẽ những cái buổi thực hành thiền tọa và thiền hành để có những cái buổi pháp thoại để củng cố thêm những cái hiểu biết của chúng ta, giúp cho chúng ta có cái kiến thức, có cái hiểu biết để giúp cho cái hỗ trợ cho cái việc thực hành. Vì cái thực hành, kết quả của thực hành đó, nó được tạo lên bởi rất nhiều yếu tố, trong đó cái hiểu biết đúng đắn để có thái độ đúng đắn khi thực hành là rất quan trọng. Thế chúng ta mà cứ tu mà không có những hiểu biết đó, mà không có sự những cái kiến thức căn bản đó, thì cũng tu như là tu mà không có học đó, thì như là tu tu mù. Mà chúng ta chỉ như là đọc chỉ chưa chưa đi đi đường ấy, mà không có cái bản đồ, thì khi uống thuốc mà không biết đơn thuốc, không biết dùng loại thuốc nào, không có hiểu biết, thì chúng ta sẽ không có tác dụng gì cả. Ngược lại, trường hợp mà chúng ta mà chỉ có học hết pháp nọ đến pháp kia, rồi thì hết vi diệu pháp, rồi thì đến các cái tụng kinh hoặc là thuộc lòng tất cả, mà không có tí thực hành nào đó, thì cũng như là sao? Như là cái đại đựng sách, tức là cái kho chứa những cái đống rác rưởi, chả có tác dụng gì cả, không giúp cho các quý vị đem lại an vui hạnh phúc cho các quý vị. Như vậy thì chúng ta sẽ phải vừa học vừa vừa hành, nhưng học ở mức độ nào và hành như thế nào, thì thông qua quá trình này chúng ta sẽ có cái hiểu biết cần thiết. Như vậy thì để có thể thực hành đó, thì chúng ta cần phải học nhưng không cần học quá nhiều, mà chúng ta cần phải học những điều căn bản cần thiết nhất. Thì những cái gì là căn bản cần thiết nhất để mà thực hành? Chúng ta học, chúng ta luôn luôn tâm niệm một điều rồi chúng ta học để mà hành, chứ không phải học để mà biết. Đó. Học để mà hành. Mà muốn học để mà hành được thì các vị cần phải nhớ đến một số các điều căn bản. Thì cái bài giảng ngày hôm nay đó, bài giảng ngày hôm nay thì liên quan đến cái ba cái loại hạnh phúc, ba cái loại hạnh phúc. Tất cả chúng ta đến đây đó, dự cái khóa thiền này đó, vì sao chúng ta đến đây, vì sao gì, cái động cơ gì đã thúc đẩy chúng ta tham dự khóa thiền này, bỏ hết công việc, bỏ nhà cửa, bỏ bỏ những cái tiện nghi thuận lợi ở gia đình mà đến đây để kham nhẫn chịu khổ, để thực hành một cách kiên trì, một cách kiên nhẫn. Tại sao chúng ta đến đây để làm gì? Hả? Giải thoát. Vì sao các vị muốn giải thoát? Giải thoát khỏi cái gì? Khỏi khổ. Các vị đã thấm khổ chưa? Quá khổ. Quá khổ. Cái đấy là điều hoàn toàn rất rất là đúng đắn, là vì chúng ta đến đây là chúng ta để vì cái sự khổ nó đã thúc bách chúng ta, nó áp áp bức chúng ta, nó đè nén chúng ta, nó làm cho chúng ta phải tìm ra một cái cách nào đó, một con đường nào đó, một cách thức nào đó để thoát khỏi cái sự khổ đau đó. Thì tất cả các chúng sinh đều là gì? Mong cầu hạnh phúc, đúng không? Nhưng mà khi mà Đức Phật không ra chưa ra đời đó, mà chưa chỉ ra những cái hạnh phúc tối thượng đó, thì loài người, chư thiên và các chúng sinh đó, nhất là loài người đó, chỉ biết đến hạnh phúc gì? Loại hạnh phúc thế gian, hạnh phúc hiện tại, hạnh phúc tạm thời trong cái kiếp sống này mà thôi, đúng không? Và cái hạnh phúc đó thì nó lại làm sao? Nó thay đổi theo từng người một, từng hoàn cảnh một, đúng không? Những cái gì tạo nên được coi là một cái người trên thế gian này sống mà có được hạnh phúc, và chúng ta thường mong cầu những điều gì? Chúng ta thường mong cầu điều gì? Để được có được hạnh phúc thì chúng ta thường mong cầu điều gì? Sức khỏe à, gì nữa? Tài sản à, danh vọng à, gì nữa? Sắc đẹp, ăn ngon à, ngủ yên, gì nữa? Tiền tài, trí tuệ không cần không? Có hạnh phúc với trí tuệ có thế còn sao nữa? Sinh vào gia đình cao sang có được hạnh phúc không? À, tất cả những cái đó, tất cả những cái tiêu chuẩn đó, thứ nhất là sống sống lâu, đúng không? À, không đoản thọ, rồi thì là
khỏe mạnh, ít bệnh tật, đúng không? Rồi thì là sao? Giàu sang phú quý, đúng không? Rồi thì có được tôn trọng, có quyền cao chức trọng, đúng không? Có cái sức khỏe, có trí tuệ, vân vân. Thì tất cả đều mong cầu cái điều đó. Nhưng mà đấy chỉ là cái hạnh phúc gì tạm thời thế gian ngay trong kiếp sống này thôi. Nó chỉ có làm chúng ta thỏa mãn được trong từng giây lát một trong cái toàn bộ cái quá trình hiện hữu của chúng ta ấy, là nó là khổ, và chúng ta cầu mong những thứ đó để nó bớt khổ đi mà thôi. Cái khổ đầu tiên mà chúng ta hàng ngày chúng ta gặp đó là cái chuyện là cái thân này ấy, từ khi sinh ra, bắt đầu sinh ra đấy, mà chưa sinh ra cũng vậy, trong bụng mẹ ấy, nó luôn đói khát rồi, mắc cái bệnh đói khát rồi, có phải vậy không? Cứ một thời, cứ 2-3 tiếng là các vị cái thân thể này đòi hỏi là phải sao, phải cho nó ăn, phải cho nó uống, phải cho nó ngủ, phải cho nó nghỉ, có phải vậy không? Không ai thoát khỏi cái đó cả. Già, trẻ, trai, gái, nam, nữ, người dân tộc này, người dân tộc khác, không có ai thoát khỏi cái đó cả. Nên đã có hiện hữu, đã sinh ra là khổ, sanh, già, bệnh, chết, là khổ là điều chắc chắn, đúng không? Nhiều người cứ bảo không, tôi nó không có khổ đâu, tôi đầy đủ lắm, cuộc sống của tôi tiện nghi lắm, đầy đủ lắm, tôi muốn cái gì tôi được cái đó, tôi thấy là hạnh phúc lắm. Thì đấy làm sao? Thực ra người đó chưa để ý đến những cái khổ ấy, nó vừa nó hiện ra cái là các vị đã có điều kiện để thỏa mãn nó. Ví dụ đói thì các vị có cái ăn, nóng thì các vị có điều hòa, thích đi chơi thì được các vị có đi chơi. Thì tất cả những cái điều đó làm cho chúng sinh có một cái ảo tưởng rằng là chúng nó đang được hạnh phúc và thế là đủ rồi. Nhưng mà khi mà Đức Phật chưa ra đời thì chưa chỉ ra được rằng cái đó chỉ là cái hạnh phúc tạm thời trong kiếp sống này mà thôi. Thế ngoài ra một số người có trí tuệ, có hiểu biết, có thể tu được các cái mức độ định cao đó, có thiên nhãn thông, thiên nghĩ thông đó, thì bắt đầu thấy được là có cái sự tái sanh vào các cái cõi kiếp khác nhau, và phụ thuộc vào cái nghiệp ta tạo ra trong cái kiếp sống này như thế nào và các kiếp sống trước như thế nào mà chúng ta sẽ tái sanh vào những cảnh nào, có tất cả bao nhiêu cảnh tái sanh. 31 cõi đa đành, nhưng mà chia ngắn gọn ra thì tóm lại là có mấy? 6 nẻo, 6 đạo. Thứ nhất là 4 cái đọa xứ đó là gì? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula. Vào những cảnh giới đó thì chắc chắn là gì? Là khổ đau và phiền, khổ đau, đau khổ, không có cách nào mà có cái an vui, an lạc trong cái thứ đó cả. Và chúng ta có muốn rơi vào những cảnh đó không? Không ai muốn, nhưng mà chúng ta có thể rơi vào đấy không? Vì sao? Vì rất nhiều các cái bất thiện nghiệp mà chúng ta đã tạo ra trong vô minh từ muôn vàn kiếp đến nay. Đúng vậy không? Chắc chắn là như vậy đó. Ngay cả bản thân sư cũng vậy thôi. Trước khi đi tu, khi gặp Phật Pháp cũng vô minh, không có hiểu biết về cái nhân quả, không biết là cái nghiệp nào nó dẫn đến cái quả tái sanh nào. Và cứ hồn nhiên đó, giết gà này, giết cá này, bắt dế này, bắn chim này, đủ các thứ sát hại chúng sinh, đấy là mối sát hại, rồi cũng có làm đủ các thứ làm hại người khác nữa, mấy mức độ nhẹ, nặng nhẹ khác nhau, không có cái việc gì là không làm. Mà đây là trong cái kiếp này đó nhá, là có được cái phước báu là cũng sống được, sinh ra trong gia đình nó cũng tương đối không có khó khăn, nói chung là một trung bình ở trên cái trong thế gian, mà vì vô minh mà tạo bất thiện nghiệp, cho đến khi mà chúng ta, khi mà sư gặp cũng như các quý vị rồi, gặp được Phật Pháp, gặp được giáo pháp, biết được nhân quả, biết được các cái nghiệp, thì chúng ta mới bắt đầu dừng toàn bộ lại những cái bất thiện nghiệp đó. Nhưng mà cũng chỉ mới được có bao nhiêu năm thôi. Người thì nhanh thì được 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm, đúng không? Nhưng còn vô lượng kiếp trước chúng ta không gặp Phật Pháp thì sao? Đương nhiên là các cái bất thiện nghiệp nó đang tích lũy từ bao đời bao kiếp để sẵn sàng dẫn chúng ta tới cái cảnh tái sinh
những cái đoạn sư đó. Thế còn hai cái cảnh còn lại thì là những gì? Loài người và trời chư thiên. Chư thiên thì là cái an vui hạnh phúc thì không có gì có thể mô tả được, không thể so bì được. Cái thiên lạc đó là không có ngôn từ nào có thể mô tả được cái hạnh phúc của các vị thiên. Cái thiên lạc đó thì ngay cả vị chuyển luân thánh vương có đầy đủ các cái báu vật, bảy báu vật, rồi thì các cái điều kiện chúa tể thế gian này, thì cái nhân lạc đó, đạt được đó, tối hậu đó không bằng 1/16 của cái thiên lạc của các chư thiên. Nhưng rồi sao? Cuối cùng khi thân hoại mạng chung vẫn phải tái sinh, mà do ảnh hưởng của các nghiệp đã tạo muôn kiếp trước thì cũng có thể rơi xuống con người hoặc là bốn cảnh kia, và được ngoi lên để trở thành người và chư thiên đó, thì vô cùng khó khăn. Được ví như là được ví như là Đức Phật ví như là bốn cái đoạn xứ đó, thì nó rộng lớn mênh mông với các cái bất thiện nghiệp chúng ta tạo được đó, nó rộng như là biển, bốn biển. Còn tái sinh trở lại làm người hoặc là chư thiên ấy, nó chỉ nhỏ bé, cơ hội nhỏ bé như giọt nước đầu ngọn cỏ. Cho nên các vị nếu các vị hiểu biết được cái điều đó thì hãy tận dụng cơ hội làm người này và tạo thật nhiều các cái phước thiện từng giây từng phút. Các phước thiện, và muốn tạo được các phước thiện đó, tránh được các cái bất thiện nghiệp đó, thì các quý vị cần phải biết Phật pháp, gần gũi các bậc chân nhân, các bậc chân tu, để lắng nghe diệu pháp, để biết đâu là thiện, đâu là ác. Thì hôm trước sư có nhắc lại các vị đó là 10 cái gì? 10 cái phước nghiệp tạo cái phước đó gồm có gì? Bố thí, trì giới, hành thiền. Và liên hệ với bố thí thì có thêm gì? Bố thí thì có hồi hướng và tùy hỷ. Trì giới thì có thêm gì nữa? Cung kính và phục vụ. Hành thiền, ngoài hành thiền ra thì bổ sung thêm có gì nữa? Nghe pháp, thuyết pháp, sửa đổi tà kiến. 10 cái phước nghiệp đó sẽ đảm bảo để cho các vị có cơ hội. Có cơ hội thôi nhé, chứ chưa có đảm bảo được là 100%. Nhưng các vị sẽ có cơ hội để nó có thể cho cái quả dị thục được, có thể tái sinh vào những cảnh giới tốt đẹp. Ngoài ra thì trong tí nữa nếu còn thời gian ấy, sư sẽ cùng các vị ôn lại lời của chính Đức Phật nói về cái là chúng sinh sẽ đi về đâu khi chết. Chính lời Phật dạy nhé. Về nguyên tắc thì chúng ta đã duyệt lại rồi, sẽ tái sinh vào trong 31 cảnh giới, nhưng mà phải biết là nhân nào, nghiệp nào thì dẫn đến cảnh nào, cảnh giới nào, thì chúng ta sẽ ôn lại một số cái điều đó. Chúng ta phải có những hiểu biết cần thiết đó để chúng ta có mới cả thực hành được. Không có những hiểu biết đó chúng ta không nhớ, chúng ta chỉ biết thôi, nói đến thì gật gù, nói đến thì đồng ý, hiểu, nói theo được, nhưng bảo tự mình nói ra thì không nói được. Vì sao không nói được? Vì chúng ta chưa tác ý, ghi nhận, ghi nhớ cái đó trong đầu. Không có ai tự nhiên nhớ được cả, cứ phải hàng trăm lần nhắc đi nhắc lại, đọc đi đọc lại, nghe đi nghe lại, rồi nó ngấm vào đầu đó. Và khi ngấm vào rồi đó thì nó mới, cái ý nó mới làm sao đi đầu các pháp, nó mới dẫn dắt cái khẩu ý, thân khẩu ý, nó theo cái đó, nó tạo cái nghiệp theo cái ý đi đầu đó. Mà cái ý chúng ta thì quên bén quá rồi. Thế thì chúng ta sẽ làm cái gì? Bất kể cái gì mà nó nhớ được trong đầu ấy, lăng nha lăng nhăng, người hàng xóm, ông hàng xóm nói cái gì, khuyên cái gì á, cứ nghe thế thôi, rồi nghe đài, nghe báo rồi mang hết tất cả những cái phiền não của cả cái xã hội vào bữa cơm của gia đình ấy. Cứ ngồi ăn cơm, bữa cơm nó bắt đầu tranh luận những cái vấn đề nào là những vấn đề ngoài xã hội, đâm chém giết nhau, lừa lọc các thứ, rồi thì chửi bới lãnh đạo, chửi bới tất cả, cứ loạn hết. Bữa cơm đang ngon lành thì làm sao trở thành một bãi chiến trường giữa các cái chính kiến với nhau, đúng không? Chúng ta mang toàn bộ cái phiền não vào trong cái bữa cơm của chúng ta hàng ngày. Nếu chúng ta không có chánh niệm tỉnh giác, biết rằng những cái lời đó
là những lời vô ích, vô ích, vô nghĩa. Tức là trong cái phần, thế ngoài cái đó ra 10 cái phước nghiệp đó thì chúng ta còn phải nhớ đến 10 cái gì? 10 cái thiện nghiệp. Quý vị còn nhớ 10 cái thiện nghiệp không? 10 cái thiện nghiệp là gì không? Có lúc khác một chút đó. Có nhớ không? Hả? Các Phật tử đó nhé, những người mới thì mới đến thì không sao, nhưng mà những người đã quy y, đã theo một thời gian thì cố gắng các vị nhớ thường xuyên cho vị cho sư 10 cái thiện nghiệp, 10 cái phước nghiệp này. 10 cái bất thiện nghiệp mà chúng ta phải tránh, và 10 cái thiện nghiệp chúng ta phải làm, và 10 cái phước nghiệp này chúng ta thường trực trong đầu thì lúc nào ta cũng có cơ hội làm thiện nghiệp. Lúc nào ta cũng có cơ hội tránh được các bất thiện nghiệp. Và toàn bộ cuộc sống của chúng ta từ nay cho đến lúc chết chỉ có một cái duy nhất là làm lành, lánh giữ, giữ tâm trong sạch. Đấy là lời của gì? Của ai? Lời của chư Phật có nghĩa là sao? Tất cả các Phật đều dạy cái điều đó, chứ không phải một Đức Phật nào dạy nhé. Chư Phật là tất cả các Phật đều dạy. Các vị phải hiểu cái ý nghĩa của câu tuy rất là đơn giản như vậy, nghe thì có vẻ là đơn giản như vậy, nhưng làm được thì cả cuộc đời này chúng ta làm không xong nhé. Đúng không? Cái tâm phiền não, tâm bậy bạ, tâm bất thiện nó thường xuyên nó len lỏi trong, nó xâm nhập và nó điều khiển chúng ta, và chúng ta phải cảnh giác. Mà nhờ có cái gì thiền minh sát này, tứ niệm xứ này, và chúng ta sẽ bắt đầu nhận chân được những cái điều đó nhé. Nó xuất hiện và nó biến mất, và nó gây ảnh hưởng, nó điều khiển, nó thân khẩu ý của chúng ta như thế nào, thì chúng ta nhờ có cái thiền tứ niệm xứ này, thiền minh sát này, chúng ta sẽ phát hiện được ra nó và loại trừ nó, ngăn chặn nó, và phát triển những cái tâm tính, cái tâm sở tốt tốt đẹp. Như vậy chúng ta biết rằng là cái hạnh phúc đầu tiên của loại hạnh phúc đầu tiên thì nó rất là phù phiếm, thoáng qua, nó chỉ giúp cho chúng ta một chút cái an lạc nhất thời, và khi không có nó thì chúng ta làm sao cố gắng tầm cầu tìm kiếm, mà có khi trả giá cả về sinh mạng, đúng không? Tranh cướp để đánh nhau, giết nhau cũng chỉ vì làm sao có được của cải, có được danh tiếng, có được thế nọ thế kia, đúng vậy không? Như vậy chúng ta phải hiểu rằng là cái hạnh phúc tạm thời đó có cần không? Hả? Có cần thiết không? Có. Có. Đừng nói là chúng ta từ chối những hạnh phúc đó. Hả? Thế Đức Phật cũng không dạy là chúng ta phải từ bỏ những hạnh phúc đó, mà nhưng mà vẫn tận dụng cái cơ hội, có điều kiện thuận lợi đó, cái thuận duyên đó nhé, để mà theo đuổi chánh pháp. Chứ chúng ta đừng có phỉ báng, cứ toàn chê người giàu, chê người giàu rồi thì là chỉ có thương người nghèo mà chê người giàu. Hả? Người giàu là người có phước đó, các kiếp trước đó. Hả? Người có sức khỏe là người có phước đó, các kiếp trước đó. Người có trí tuệ là những người có phước đó nhé. Nhưng mà chúng ta không làm sao bám níu tìm cầu duy nhất chỉ vào những cái đó. Cái đó mới là Phật Pháp, cái đó mới là con đường trung đạo. Các vị hiểu không? À, từ xưa đến nay chúng ta đang ở cái cực đoan rằng là tham cầu hạnh phúc, tìm kiếm hạnh phúc, truy tầm hạnh phúc. Sau đến khi nhờ gặp Phật giáo thì lại bị một cái, nếu mà không hiểu một cách đúng đắn và đầy đủ ấy, thì làm sao? Lại chối từ hạnh phúc đó, an lạc đó. Hả? Đều là những cái cực đoan mà không có đem lại cho chúng ta. Nên chúng ta phải hiểu cái bản chất thật sự của nó để mà tận dụng những cái cơ hội, cái thuận duyên để chúng ta có thể. Những người nghèo, người khổ, người bệnh, người tật, đau ốm không có tu tập được đâu. Không có tu tập được đâu. Hả? Các vị đây cũng vậy thôi. Những người còn trẻ đó, đừng đợi khi già mới tu. Đi, người già đi tu nhiều chuyện lắm. Hả? Bệnh tật rồi thì là đau yếu rồi thế nọ thế kia, rồi thì những người trẻ đó chưa biết lúc nào nó ra đi trước, có khi trẻ còn ra đi trước cả người già, nên đừng có đợi đến già mới tu. Hả? Đợi già, chúng ta đợi khi nào mà có điều kiện đầy đủ ta mới tu. Chúng ta hãy tu từng giây từng phút, mà muốn tu được từng giây từng phút như này là cái thiền minh sát là vô cùng hữu ích đấy nhá. Nó giúp cho chúng ta trong từng giây từng phút là chúng ta có thể chánh niệm tỉnh giác và biết được phân biệt đúng sai, tốt xấu, thiện ác, mà chúng ta có thể tránh được, và có thể những cái bất thiện pháp và tạo được các cái thiện nghiệp. Đó. Như vậy chúng ta cái thứ nhất là cái hạnh phúc tạm thời trên thế gian, chúng ta biết
nguyên nhân của nó, chúng ta biết cái những cái điều kiện mà nó có tốt đẹp mà chúng nó có thể mang lại, và chúng ta tận dụng cái cơ hội đó nhé. Nhưng chúng ta không làm sao đắm say mù quáng theo đuổi đam mê cái hạnh phúc đó, vì chúng ta biết bản chất của nó chỉ là thoáng qua và nó chỉ là có tác dụng trong kiếp sống hiện tại. Đấy là loại hạnh phúc thứ nhất. Các vị còn biết loại hạnh phúc nào nữa không? Hạnh phúc thứ nhất là như vậy. Hạnh phúc thứ hai là gì? Các vị phải rất rõ ràng ra chúng ta theo đuổi loại hạnh phúc nào, loại hạnh phúc nào mang lại trong cái lợi ích gì. Phải hiểu rất rõ ràng thì con đường chúng ta trở nên rất sáng sủa, rất rõ ràng. Cái loại hạnh phúc thứ hai đó là chúng ta biết rằng là không chỉ có chúng ta chỉ sống trong một kiếp, đúng không? Nhiều khi khổ quá rồi, căng thẳng quá rồi, mệt mỏi quá rồi, chỉ mong sao chết quách cho đi cho nó được việc. Nhưng chết có hết không? Chắc chắn là không. Những người đã theo Phật giáo thì biết chắc chắn là chết là ngay lập tức làm sao? Tái sanh vào cảnh giới khác ngay lập tức. Đó. Chết không phải là hết. Cho nên là dù có khổ mấy thì làm sao? Muốn chết cũng lại từ cái khổ nọ chui sang cái khổ kia thôi. Chuyển từ cái khổ nọ sang cái khổ kia thôi. Đó. Thế nên là để tránh được cái khổ cảnh tiếp theo đó thì đây là gọi là hạnh phúc của tái sinh. Cái hạnh phúc, loại hạnh phúc thứ hai á, cảnh giới tái sinh nào chúng ta sẽ tái sinh tới khi mà đấy, thì đó là cái mục đích là đạt được hạnh phúc trong kiếp hiện tại để có cơ hội theo đuổi chánh pháp. Và đồng thời cái thứ hai cũng vậy, là được tái sanh vào cảnh giới tốt đẹp, thuận tiện, thuận duyên để tiếp tục con đường theo đuổi chánh pháp dẫn đến giải thoát hoàn toàn. Có phải vậy không? Cho nên các vị cũng đừng có làm sao chỉ chăm chú vào cuộc sống này mà cần phải tích chữ tư lương để tiếp tục cuộc hành trình gian khó của chúng ta. Có phải vậy không? Tư lương ở đây là gì? Nó theo ta hết kiếp này sang kiếp khác là gì? Nghiệp. Những loại nghiệp nào nó sẽ theo ta? Tất tần thật, nghiệp nào nó cũng theo cả, cả thiện nghiệp lẫn bất thiện nghiệp. Cho nên làm sao? Tránh mang bất thiện nghiệp theo, đúng không? Càng ít càng tốt, và mang thật nhiều các thiện nghiệp. Và chỉ có khi chúng ta làm người là cái cơ hội rất nhiều, mà cứ làm người mà không gặp được chánh pháp ấy thì cũng không có cơ hội để chúng ta biết được. Tất nhiên là không gặp chánh pháp chúng ta vẫn có rất nhiều làm người điều thiện, nhưng người nó cái mục tiêu mục đích nó không rõ ràng. Cho nên nhiều khi mà làm các cái thiện pháp đó, thiện nghiệp đó, nhưng đồng thời lại phạm ngay vào cái bất thiện nghiệp. Phạm ngay vào cái bất thiện nghiệp. Ví dụ người ta không hiểu biết là sát sinh là có tội, mình sẽ bị lãnh cái quả đấy trọn vẹn. Thể nào các kiếp tới, kiếp sau chút nào, thể nào có người rình rập và giết hại mình là cái điều chắc chắn. Nhưng mà người ta không biết cái điều đó, ví dụ như thế. Thế người ta có thể làm những cái nghề đó, đánh bắt rồi chăn nuôi giết mổ các thứ đó cũng để phục vụ chúng sinh đó, cũng làm việc cũng mong cho là mọi người là có cuộc sống nó tương đối tốt đẹp thôi, đúng không? Nuôi thật nhiều cá, nhiều gia cầm, nhiều các thứ đó, rồi thì bán, giết mổ rồi bán cho người ta, ví dụ như thế. Tức làm sao người ta cũng có cái thiện ý muốn làm điều tốt, nhưng mà vì không có hiểu biết cho nên cũng có thể làm điều tốt mà cũng có thể làm bất thiện nghiệp. Tức là nó làm sao, nó không rõ ràng, nó không mạch lạc, nó không có chắc chắn. Còn chúng ta ở đây là biết chắc chắn là cái việc gì là thiện, cái gì là bất thiện, cái gì để đáng làm, cái gì không được phép làm. Cái đó là cái sự khác biệt. Thế là cái thứ hai là cái hạnh phúc thứ hai mà các vị cần phải chú ý để ý đến, tích chữ tư lương để có thể có được cái sự tái sanh trong cảnh giới tốt lành. Tất nhiên có nhiều người nói rằng là chỉ muốn sinh làm người thôi, chứ còn thậm chí lên chư thiên cũng không muốn. Người ta cũng có dạy các vị có điều đấy không? Các vị cứ, nhưng mà cái mọi người cũng phải hiểu là chư thiên hay loài người đều vậy thôi. Nếu có tu tập từ những ngày này tháng này và tái sinh trở làm người thì chúng ta còn cơ hội tu tập tiếp, cũng như lên chư thiên cũng vậy. Nếu các vị đã tu tập thì lên chư thiên các vị cũng có cơ hội tu tập. Và các vị chư thiên thì cũng có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, là các vị cũng biết ở đâu các vị A-la-hán, các bậc thánh là các vị đến đấy.
các vị đến cái nghe pháp đó, các vị đến hộ trì đó, các vị làm thiện phước đó. Và khi thời Đức Phật đó, và cái nghe lời thuyết pháp của Đức Phật thì hàng triệu 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 chư thiên đắc quả, chứ không phải. Mà cuộc sống họ dài lắm, lâu lắm, mà nó không bị khổ đau phiền não, mà không bị dồn ép vào những cái thế mà bắt buộc phải làm những các bất thiện nghiệp để mưu sinh cuộc sống của chúng ta. Chúng ta nhiều khi là bị hoàn cảnh nó đẩy vào đó, nó đẩy vào đó, do cái thiện nghiệp của mình đã đành, nhưng cái hoàn cảnh xung quanh mình nó cũng sẽ đẩy mình vào những cái hoàn cảnh mà chúng ta bắt buộc phải làm các thiện bất thiện nghiệp để cứu sống, cứu sống gia đình, vân vân. Thì bên cạnh thì cái thứ hai, cái hạnh phúc thứ hai mà các vị cần phải tích trữ tư lương để chuẩn bị, đó là tái sanh trong cảnh giới tứ niệm. Và chính cái thiền minh sát Vipassana này của chúng ta đó, tứ niệm xứ này đó, có tác dụng gì không trong cái việc đó không, bằng cách nào hả? Chánh niệm thì chúng ta làm sao thấy biết được cái tâm gì nó đang khởi lên, rồi nó tạo nghiệp trên ý, trên khẩu, trên thân như thế nào, và chúng ta có thể tránh được những điều đó nếu mà nó là bất thiện, và chúng ta có thể vun bồi nếu nó là thiện. Thì chỉ có một cách chánh niệm tỉnh giác thường xuyên liên tục thì chúng ta sẽ có cơ hội tạo ra các cái thiện nghiệp đó. Đấy là cái thứ hai, là hạnh phúc, hạnh phúc tái sanh vào cảnh giới tốt đẹp. Thế còn loại hạnh phúc thứ ba nữa là gì, các vị có biết không? Hạnh phúc tối thượng niết bàn. Hạnh phúc tối thượng niết bàn. Niết bàn đây thì có là một cái trạng thái hạnh phúc tối thượng, thì cái hạnh phúc tối thượng đấy cũng chỉ là một cái từ để nói thôi, chứ còn niết bàn là một pháp vô vi, chúng ta không thể dùng cái pháp hữu vi, chúng ta lời nói chế định của con người và chư thiên để có thể lột tả, mô tả, nói được hết đầy đủ mọi thứ liên quan đến niết bàn. Nhưng có một số các cái từ ngữ chúng ta tạm dùng nó để hình dung, để mường tượng, chứ thực ra nó rất là thâm sâu, vi diệu, và chỉ có thể thực chứng nó thì mới có thể biết được, thấy được một cách rõ ràng. Thì chứ còn chúng ta không thể dùng lời nói, cũng như là không thể dùng lời nói một cái việc bình thường như là một cốc cà phê này, và diễn tả nó xem nó có vị gì cho một cái người chưa bao giờ uống cà phê đó, chưa bao giờ, cả đời chưa bao giờ uống cà phê trong rừng trong rú đó, và bây giờ uống cà phê ngon lắm, sáng nào tôi cũng phải có một cốc, nó làm tôi tỉnh táo, nó ngon lành, nó thế này, nó thơm, nó ngon, nó ngọt, nó đắng, nó các vị, một cái việc bình thường đó mà bằng lời lẽ các vị đã không thể nào diễn tả được, nếu mà không uống thì làm sao niết bàn các vị có thể diễn đạt được để các vị nói với nhau. Cho nên khi nói đến niết bàn các vị cũng biết vậy thôi, chứ đừng có tranh luận nhé, mất thời gian tranh luận nhé. Nhưng mà một số cái yếu tố để hiểu về niết bàn, để giúp cho tu tập chúng ta ấy, thì đó chúng ta cần phải ghi nhận, đó một số cái từ người ta dùng như là, đó là sự hạnh phúc tối thượng, không sinh không diệt, ví dụ như thế. Rồi thì là một cái hiểu giúp chúng ta tu tập nữa là, đấy là nơi mà đoạn trừ tham sân si không còn dư sót. Có đầy đủ, các vị nhớ lên thêm cái chữ là không còn dư sót nhé. Tức là cái ngủ ngầm đó, trong tâm nó phải sạch sành xanh, sạch bong. Thì đấy là những một số các cái thôi, chứ còn đầy đủ thì không thể diễn tả được nhé. Cho nên chúng ta hiểu cái niết bàn theo nghĩa đó, để chúng ta phục vụ cho cái mục tiêu tu tập của chúng ta. Để muốn đến niết bàn, muốn chứng ngộ niết bàn thì tham sân si phải được đoạn tận, không còn dư sót. Mà nó không phải cứ muốn, cứ cầu, cứ xin mà cứ cầu, cứ xin, cứ mong, cứ muốn mà được, hoặc là cứ nghiên cứu, hoặc cứ tư duy mà có được. Mà chúng ta phải làm sao? Phải từng bước một, từng bước một, và có lộ trình cụ thể. Chúng ta học Phật đây, chúng ta biết cái lộ trình để tu tập để đoạn tận tham sân si là gì không? Hả? Bát thánh đạo gồm có những gì? Chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định. Nó chia làm ba nhóm, là những gói gì? Giới, định, tuệ. Đấy là sơ bộ như vậy, các vị cũng đã bắt đầu nhớ rồi, nhưng mà cụ thể hơn các vị phải nhớ, sư mà hỏi tiếp mấy câu nữa là các vị bắt đầu ngồi nhìn cười trừ đó. Hả?
Hôm trước nói đến chánh tinh tấn rồi, các vị biết là liên quan đến thiện pháp và bất thiện pháp đúng không? Các bất thiện pháp chưa sinh thì phải làm cho nó chưa sinh, bất thiện pháp chưa sinh thì phải làm cho nó không được sinh ra. Còn các bất thiện pháp mà đã sinh ra thì phải đoạn trừ. Còn cái thiện pháp chưa sinh thì phải, và cái thiện pháp đã sinh ra thì phải làm phát triển. Thế bây giờ một câu hỏi tiếp theo, thế thiện pháp là cái gì mà bất thiện pháp là cái gì? Nếu mà các vị không phân biệt được thì các vị làm sao mà đoạn trừ với vun bồi được? Tiêu chuẩn nào mà nói là đây là thiện pháp, bất thiện pháp? Chúng ta không nói đến vi diệu pháp nhé. Vi diệu pháp thì nó có định nghĩa rõ ràng, cụ thể. Các vị biết cái đó thì cũng không ấy, nhưng mà cái bằng cái lời trong kinh Đức Phật dạy đó, thông thường, bằng ngôn ngữ thông thường đó. Đó, cái tiêu chuẩn đơn giản là làm sao? Không có hại mình, không có mang hại người, mang lại lợi ích cho mình, mang lại lợi ích cho mình. Nhưng mà lợi ích thế nào là lợi ích, thế nào là có hại, lại phải một bước tư duy sâu sắc, quan sát, tìm hiểu nhé. Trong trường hợp này thì nó lại có lợi ích ở mức độ này, trong trường hợp khác cũng việc đấy thì nó lại chưa chắc mang lại lợi ích như vậy. Chúng ta lại phải hết sức tỉnh táo, chứ đừng có máy móc, đừng có dập khuôn trong từng hoàn, đấy là những cái nguyên lý chung thôi. Còn từng trường hợp cụ thể chúng ta phải dùng cái minh sát tuệ này, chúng ta phải quan sát kỹ lưỡng cái đó. Trong đó cái minh sát tuệ này, cái tứ niệm xứ này nó có ba cái yếu tố để nó làm hoàn thiện cái pháp thực hành của chúng ta ấy. Là hôm trước sư nói nó phải thực hành cái này với nhiệt tâm, chánh niệm, tỉnh giác. Thì hôm trước thì sư cũng đã giảng là nhiệt tâm là liên quan đến tứ chánh cần rồi, chánh niệm là chú tâm vào cái hiện tượng đó, hướng tâm vào và trả sát trên nó, rồi thì là có, rồi thì cái cuối cùng là phải có tỉnh giác trong đó. Nếu không có chánh, không có tỉnh giác thì chúng ta hoàn toàn là có thấy biết như là người thường thôi, không có cái gì đặc biệt đấy cả nhé, không phải gọi là miền tiền minh sát. Nhiều người đi tu 5 năm, 10 năm, 20 năm rồi, thậm chí có những người như vậy, chứ thì đừng nói đến người 1 tuần, 2 tuần, 1 tháng, 2 tháng, 1 năm, 2 năm vẫn cứ y xì như vậy. Vì sao? Người ta không phát triển cái tỉnh giác. Tỉnh giác ở đây là trong đó, trong 4 cái loại tỉnh giác hôm trước sư nhắc đó, là mục đích tỉnh giác, thích nghi tỉnh giác, hành xứ tỉnh giác, và cái quan trọng nhất là vô si tỉnh giác, tức là phải thấy được cái bản chất của hiện tượng, sinh diệt của các hiện tượng, bản chất của hiện tượng. Nếu không để ý, không tác ý, như ý tác ý đến những cái việc đó, thì các vị có tu 5 năm, 10 năm, 20 năm, cả kiếp này, kiếp sau, các vị vẫn vậy, chả có tác dụng gì hết. Cho nên cái minh sát ở đây chúng ta phải hiểu rằng đó, chúng ta phải lập tức, ngay lập tức hướng tâm vào cái vô thường đó nhé, của hiện tượng, cái sinh diệt đấy của hiện tượng. Chính cái vô thường đấy chính là sinh diệt, chính cái sinh diệt đấy chính là vô thường. Mà đã vô thường thì là khổ. Khổ theo nghĩa là không phải là cảm thọ khổ không, cảm thọ không thì đương nhiên rồi, đã đành rồi. Mà theo định nghĩa của Đức Phật, theo lời dạy của Đức Phật, Đức Phật thì hoại khổ, tức là nó hoại diệt đi cũng là khổ, và biến đổi tức là hành khổ, tất cả cái đấy đều khổ. Chứ dukkha đó nó nghĩa rộng, chuyển sang tiếng Việt có chữ khổ thì rất nhiều người chỉ nhầm là nó chỉ là gì, cảm thọ khổ, và cái đó thì nó chưa đầy đủ, nó thiếu, chính sự không hiểu biết đầy đủ đó, thiếu đó, cho nên người ta mới nhầm lẫn, người ta mới thấy làm sao các sự vật, các hiện tượng như bên ngoài đó, sắc thọ tưởng hành thức gì thì là sắc thanh hương vị xúc pháp đấy, tất cả những thứ đó đều có những cái khả lạc, khả ý, khả ái, mà không thấy được cái bản chất của nó là nó thay đổi, nó hoại diệt, cho nên không biết đó là khổ, và chúng ta làm sao bám víu vào cái khổ. Đã là khổ, bám víu vào cái khổ thì chắc chắn sinh ra khổ, cho nên chúng ta phải chú ý đến cái điều đó nhé. Và chỉ có trong minh sát này chúng ta mới thực chứng được. Bây giờ tất cả những điều các vị nghe, các vị đồng ý ấy, thì mới là gì, văn tuệ và tư tuệ. Tất cả những cái điều các vị phải thực chứng cái điều đó thì nó mới có tác dụng nhé. Thì đấy là chúng ta đang nói đến cái lợi ích của cái niết bàn là hạnh phúc tối thượng.
Vì khi đó Niết Bàn đấy là không còn danh sắc, chấm dứt cái sự chấm dứt sinh tử luân hồi, chấm dứt sinh tử, không còn tái sanh nữa, thì đó mới là hạnh phúc tối thượng, bình an mãi mãi. Thì các vị hiểu cái đó. Thì đây chính cái điều này đó mới là cái đóng góp rốt ráo không thể nghĩ bàn của đạo Phật đối với chư thiên và loài người, chỉ ra cái con đường dẫn đến hạnh phúc tối thượng, chấm dứt một cách hoàn toàn và vĩnh viễn khổ đau và phiền não đó mới là cái đóng góp tối thượng của Phật giáo. Còn đem lại những cái lời khuyên, những cái lời chỉ dẫn, những cái lời khuyên bảo thực hành để có cuộc sống hiện tại an lạc, hạnh phúc, thì không có Phật giáo thì các đạo giáo khác cũng chỉ ra cái điều đó. Có phải vậy không? Nào là phải cố gắng, phải tinh tấn, phải kiên nhẫn, phải kiên trì, rồi thì phải biết điều, phải thế nọ thế kia, đủ các cái loại đó, đúng không? Người ta có khuyên cái điều đó không? Có sống, có khuyên đạo đức không? Các đạo giáo khác ấy, có, người ta cũng khuyên đó chứ. Và cái đó cũng mang lại lợi ích không? Có chứ, mang lại cái lợi ích là cái hạnh phúc tạm thời đó. Nhưng mà cái đó Đức Phật, đạo Phật cũng có, và hoàn toàn phù hợp với những cái mà thế gian để biết, đã biết đến và đã thực hành để có được cái đó. Nhưng cái đó không phải là cái đóng góp rốt ráo của Phật giáo. Rồi thì cái hạnh phúc tái sinh vào cảnh giới tốt lành sau này thì cũng không phải chỉ có trong đạo Phật mới chỉ ra được cái điều đó. Cũng có những cái truyền thống tôn giáo tâm linh khác cũng chỉ ra được cái sự tái sinh đó. Nhưng mà người ta không có, người ta chỉ dừng ở cái mức độ đó thôi. Người ta muốn trở thành chư thiên, tại vì thấy chư thiên có phạm thiên, có đời sống có khi hàng triệu năm, và đối với người ta hàng triệu năm đó nó là bất tử rồi. Người ta không thấy được rằng là ngay cả cái đó rồi thì cũng chấm dứt. Thế nên làm sao? Đấy cũng chưa phải là cái đóng góp rốt ráo, không thể nghĩ bàn, không thể thay thế được của đạo Phật đối với chư thiên và loài người. Và chỉ có cái sự đóng góp rốt ráo nhất của đức, của chư Phật, của đạo Phật đối với chư thiên và loài người chính là chỉ ra con đường làm sao dẫn tới hạnh phúc tối thượng, chấm dứt sinh tử luân hồi, không còn riêng cái đó thì có. Thế còn tất cả các ngành khoa học khác, ví dụ như là khoa học, kỹ thuật, y tế, điêu khắc, nghệ thuật, vân vân, tất cả những cái đó, rồi các cái truyền thống tâm linh khác, tôn giáo khác, thì đều có thể tạo ra những cái điều kiện, các phương tiện để chúng ta có thể có được hạnh phúc tạm thời trong kiếp sống này mà thôi. Đúng vậy không? Chỉ có tạm thời trong kiếp sống này mà thôi, làm giảm thiểu mọi đau khổ trong kiếp sống này mà thôi. Riêng đạo Phật ngoài những cái điều đó còn có Bát Thánh Đạo. Bát Thánh Đạo. Nên chúng ta quay trở lại cái đóng góp của đạo Phật duy nhất mà chúng ta đã đến đạo Phật, các vị phải biết được cái điều đó, làm được hay không làm được, đi được hay không đi được, tin hay không tin hay như thế nào đó, thì đó là hẳn còn do các cái nghiệp của các quý vị, do cái sự tinh tấn của các vị, do cái nỗ lực của các quý vị. Nhưng các vị được biết đến cái điều đó đã, đầu tiên là phải biết đến cái điều đó đã, rằng là đã đến với đạo Phật, chúng ta phải biết rằng là cái đóng góp không thể nghĩ bàn được của đạo Phật vượt trội so với tất cả mọi lĩnh vực khác, mọi truyền thống tâm linh khác ở cái con đường làm sao dẫn tới hạnh phúc tối thượng này, chấm dứt sinh tử luân hồi. Khi không còn sinh tái sinh, không còn luân hồi nữa thì mới có được hạnh phúc thật sự, bình an mãi mãi được. Đấy là cái mà chúng ta cần phải ý thức một cách rất rõ ràng. Làm gì thì làm, muốn hạnh phúc hiện tại cũng được, muốn hạnh phúc trong kiếp sống tương lai cũng được, nhưng phải hiểu rằng đấy chỉ là những cái điều kiện, cơ hội, thuận duyên để chúng ta tiến tới đích rốt ráo cuối cùng nhé. Chứ còn tất cả những cái kia nó chỉ là tạm bợ, để đạt được xong nó lại hết kiếp, sống nó lại quay lại tái sinh. Và cái phương pháp, con đường đó là Bát Thánh Đạo. Cho nên tất cả các chư Phật khi đã nói trong đạo Phật, chúng ta đã nói đến giác ngộ. Là giác ngộ cái gì? Giải thoát là giải thoát cái gì? Các vị phải hết sức rõ ràng cái điều này. Giác ngộ là giác ngộ gì?
tứ diệu đế, tứ thánh đế. Tứ thánh đế gồm có khổ, tập, diệt, đạo, các vị thuộc rồi. Bây giờ thuộc rồi, bây giờ cứ nói đến khổ ai cũng biết rồi. Thế cụ thể Đức Phật dạy khổ là gì, các vị có nhớ không? Sanh, già, bệnh, chết, còn gì nữa? Cầu bất đắc, ái biệt ly, oan gia hội, rồi gì nữa? Năm thủ uẩn là khổ nhé. Tóm lại, mà cả cái thế giới này nó không ra ngoài ngũ uẩn nhé. Mà ngũ uẩn đã, bản thân ngũ uẩn là có bản chất là vô thường, khổ, vô ngã. Các vị phải luôn tác ý như vậy để các vị thực chứng cái điều đó. Không có cái tác ý là các vị không nhìn cái chân lý đó đâu. Phải có tác ý đã, rồi các vị mới cố mà để ý, mà quan sát, mà ghi nhận, rồi dần dần nó mới hiển lộ dần ra. Cho đến một lúc nào đó cái tâm đạo, tâm quả nó phát khởi, nó đầy đủ bao la mật, nó chín muồi, thì lúc đó chúng ta sẽ thực chứng được cái điều đó. Thế còn bây giờ chúng ta phải có như lý tác ý để thấy được rằng là các ngũ uẩn là khổ, và chấp thủ vào ngũ uẩn đó thì chắc chắn là khổ. Một số các nhà lãnh đạo tâm linh của Phật giáo đó, mang tiếng thôi, sư cứ cho vào trong ngoặc gọi là mật giáo đi. Đối với sư thì nó không nói đến lời của Đức Phật mà nói đến các lời của vị thì sư không coi là Phật giáo. Nhưng mà chúng ta tạm gọi như là các vị có rất uy tín đó, có hàng triệu đệ tử đó. Người dân, người ta chưa hiểu biết, người ta nghe những cái lời, người ta bảo rằng là cái thế giới này nó tốt đẹp, đừng có chấp thủ vào nó thì chúng ta không bị khổ, đừng có tham đắm vào nó thì chúng ta bị khổ. Nhưng chừng nào chúng ta thấy rằng nó còn tốt đẹp ấy, thì chúng ta sẽ còn bám víu, chấp thủ, tham muốn. Đừng có bao giờ nói với sư rằng là khi mà mình thấy đẹp mà bảo là đừng thích nữa, khi mà thấy ngon mà đừng có thích nữa, đừng có tham nữa, không có chuyện đấy đâu. Các vị phải thấy thực sự cái bản chất của nó rồi tự các vị buông bỏ. Chứ còn các vị cứ hô khẩu hiệu như vậy thì đến muôn kiếp thôi. Nhưng mà người đời thì người ta rất thích cái chuyện đó, nghe cái chuyện đó và người ta ủng hộ đó, người ta suy tôn đó, thậm chí người ta coi là Phật sống đó. Thì chúng ta không bị mắc vào cái tà kiến là coi khổ là vui. Coi khổ là vui, không có mắc vào cái đó. Chúng ta không có mắc vào cái tà kiến đó, cái tà kiến ấy nặng lắm. Những người đó mà mắc phải những cái tà kiến như vậy thì cái nghiệp nó nặng vô cùng. Một trong những nghiệp nặng, trọng tội nặng nhất là liên quan đến tà kiến về cái khổ cho là vui, vô thường cho là thường, vô cùng cái trong các loại trọng tội là cái trọng tội về cái tà kiến là rất lớn. Chúng ta có cái phước báu được lắng nghe cái lời chánh pháp của Đức Phật thì chúng ta sẽ không bị mắc phải những cái tà kiến, nó ít nhất là về mặt lý thuyết nhé. Ít nhất về mặt lý thuyết đã, rồi chúng ta thống nhất về mặt lý thuyết rồi thì chúng ta mới thực hành được. Chứ nếu mà chúng ta không có tin vào những điều Đức Phật dạy đó, rằng là tất cả đều là vô thường, đều là khổ, là vô ngã đó, thì các vị sẽ không bao giờ tu tập được đâu. Ít nhất các vị chấp nhận về mặt lý thuyết đã, rồi các vị tự thực chứng, có thể là chưa thấy được, có thể vẫn hoài nghi, có thể vẫn băn khoăn, hoặc không, đúng là vẫn còn có sung sướng đấy chứ. Làm sao bỏ tất cả khổ, làm sao khổ được. Còn khi con ăn, con thấy miếng ăn này nó ngon, thích lắm. Khi mà được nghỉ ngơi thì thấy hạnh phúc lắm. Quay gia đình, quay quần hạnh phúc lắm. Rồi đi du lịch thì hạnh phúc lắm. Bạn bè rồi công việc ổn định hạnh phúc lắm. Hả? Đúng như vậy, có hạnh phúc. Nhưng mà chúng ta phải hiểu nó rất là, nó là thoáng qua, nó có, nó mất. Các vị cứ thích đi du lịch, thèm muốn đi du lịch mà được đi du lịch thấy hạnh phúc. Các vị bây giờ có đi du lịch cả năm được không? Bây giờ cứ bảo các vị bảo là cái món này ngon lắm, ăn các vị có ăn mãi được cả tuần không? Không ăn được. Các vị bảo cái bộ quần áo này đẹp lắm, thích lắm, mặc vào thích lắm, sướng lắm. Các vị có mặc ngày nào cũng mặc mỗi cái bộ đấy cho sư. Chúng ta dần dần chúng ta hiểu cái bản chất của nó thì chúng ta sẽ không bị mắc vào đó. Chỉ có cách đấy, chứ nếu mà không hiểu bản chất thì chúng ta cứ thay cái khổ nọ bằng cái khổ kia đấy. Thay cái khổ đói bằng cái khổ no. Thay khổ no lại bằng sang đây. No quá thì phải ngừng lại để chờ cho nó đói.
Rồi thì thay cái khổ đi bằng cái khổ ngồi, thay khổ ngồi bằng khổ nằm, thay khổ nằm bằng cái, cứ thay cái đó, cứ cái gì nó ló ra cái là chúng ta làm sao? Né, chúng ta tránh, chúng ta trốn, trốn khổ đau. Mà chúng ta trốn khổ đau không bao giờ chúng ta có thể hiểu được bản chất của nó. Thì trong cái thiền minh sát này của chúng ta, trong cái khóa thiền ở đây đó, thì các quý vị sẽ đối diện với chân lý đó, đối diện với cái khổ đó. Hả? Khổ trong cái gì? Trong khi ngồi này, ngồi thiền này, mọi người cứ bảo đi ngồi thiền an lạc lắm. Hả? Cũng có lúc thế thật, cũng có lúc an lạc thật. Đang lúc đang cuộc sống đang rối rắm đủ các thứ, bây giờ vào đây chẳng phải nghĩ gì, ngồi xả cái, ngồi ngủ gà ngủ gật chút như thế khỏe. Hả? Có phải vậy không? À, không phải, ngồi không có sướng gì đâu. Ngồi thiền này là chúng ta làm sao? Nhất là thiền minh sát này này, là đối diện với khổ đau đó. Thấy được cái bản chất nó, đừng có trốn vội, hãy đối diện với nó. Khi đối diện với nó, ta sẽ hiểu được cái bản chất của nó. Chỉ khi nào ta hiểu được cái bản chất của cái đau, của cái nhức đó, là nó là vô thường, nó chỉ là sắc pháp, rồi cái tâm quan sát biết nó, và thật sự nó không phải là ta, không phải của ta nữa. Khi nào mà thấm được cái giáo pháp đó, nếm được cái hương vị giáo pháp đó, thì thực sự lúc đó mới là cái sự an lạc hạnh phúc, và nó có mặt, tự khắc nó có mặt ở đấy thôi. Và nó cũng làm sao? Nó cũng sẽ qua đi. Những cái cảm thọ đấy là, thực ra đấy là chỉ là cảm thọ. Cảm thọ trong khi ngồi, cái đau, cái nhức đấy là chỉ cảm thọ. Cái đó chưa phải là cái hạnh phúc mà chúng ta tìm kiếm. Hạnh phúc trong giáo pháp là thấy được cái, có cái trí tuệ, thấy được cái bản chất của nó thì mới là hạnh phúc. Chứ còn vắng bóng những cái cảm thọ khổ, đau đó thì chưa phải. Vắng bóng một số các cái tâm bất thiện ấy, thì cũng nó có cái an lạc nhất thời, gọi là an lạc tạm thời, hạnh phúc tạm thời. Nhưng chúng ta cũng không bám víu vào cái đó. Chừng nào các vị còn bám víu các vị thì cái sự cản trở cho cái con đường tu tập của các vị sẽ bị cản trở một cách chắc chắn, không thể nào ấy được. Chừng nào chúng ta đi thiền minh sát mà chúng ta chỉ có muốn làm sao? Làm sao cho cái giờ này ngồi làm sao? Không đau nhức, rồi thì lâng lâng bay bổng, hả? Rồi thì làm sao? À. Chúng ta mà cứ tìm kiếm cái đó thì chúng ta lại trồng khổ lên khổ thôi. Tại vì làm sao? Chúng ta không thấy được cái bản chất của sắc pháp đấy, là nó sẽ vô thường, nó sẽ là khổ. Và chúng ta cứ bám vào nó thì đương nhiên là chúng ta sẽ khổ trồng lên nữa. Có phải vậy không? Cho nên cái thiền minh sát là đối diện với khổ đau, đối diện với chân lý và thực chứng cái chân lý đó. À, cho nên là, và khi mà có cái hiểu biết đó thì thực sự an lạc, cái an lạc đó, cái hạnh phúc đó, tạm gọi dùng cái từ đó thôi nhé. Chứ không phải là cái hạnh phúc an lạc theo cái nghĩa là có cái cảm thọ tốt, tốt lành, tốt đẹp đó nhé, khi ngồi. Cho nên chừng nào các vị một cái giờ thiền mà các vị mà thấy rằng là hôm nay có giờ thiền này của con đó, nó không được tốt. Vì sao? Hỏi vì sao không được tốt? Bởi đầu óc con nó cứ vọng động, nó chạy hết cái nọ cái kia, con không có định được. Tâm nó phóng, nó rộng. Mà các vị mà đúng thực hành, đúng theo thiền minh sát mà ghi nhận được cái sự phóng tâm đó, là buổi thiền của các vị thành công. Hả? Là các vị ghi nhận được đó. Hôm nay làm sao? Phóng tâm nhiều. Hôm qua thì làm sao? Hôm qua con ngồi yên lắm. Hôm nay làm sao? Nó cứ mọi thứ nó cứ lộn xộn, nó cứ... Hả? Và chúng ta làm sao? Không chấp nhận cái sự thật đó. Nếu mà chúng ta chỉ có ghi nhận mà hôm qua thì nó ít, hôm nay thì nó nhiều, thì đấy chính là gì? Vô thường đó. Hôm qua nó đau ít, hôm nay làm sao? Đau nhiều. Đó là vô thường đó. Hôm nay nó đau, ngày mai nó hết đau. Lại mừng rú đấy mà, hồi do con thiền đúng cho nên nó hết đau. Cứ bám vào những cái thứ đó thôi. Những cái đó là những thứ làm sao? Có bản chất là đến đi sinh diệt thôi. Đừng có bám vào bất kỳ cái đó. Chỉ có khi nào có vị hiểu biết đầy đủ, thực chứng được cái đó, các vị không bám víu vào nữa, không bám víu vào bất kỳ cái gì nữa, thì lúc đó mới có thể gọi là có hạnh phúc thật sự được. Hạnh phúc thật sự được. Cho đến khi mà nó nhổ được tận gốc rễ mọi cái đau khổ phiền não đó bằng cái tâm đạo. Tâm đạo. À. Thì quay trở lại cái chữ đạo, nhắc đến chữ đạo thì sư cũng muốn lưu ý một các quý vị. Thì cái tứ diệu đế là chân lý của tất cả các chư Phật ra đời đều giác ngộ, tự mình giác ngộ, không thầy chỉ bảo, và đem giảng dạy lại cho chúng sinh, cho chư thiên, cho loài người, để giúp
một số những người hữu duyên trong mắt đã bớt bụi. Hả? Chứ đừng có nói rằng là cho tất cả các chúng sinh đâu nhé. Không có cái gì có cùng một kích cỡ dày cho tất cả chúng sinh được đâu. Nhá? Nó chỉ cho một số người hữu duyên, có đủ các cái hội tụ, đủ các nhân duyên thì có con đường giải thoát và tránh được cái khổ đau tiếp theo. Như vậy thì chúng ta biết rằng là cái tứ thánh đế đó là cái chân lý mà tất cả các chư Phật đều được giác ngộ và được đem lại. Và trong cái đó thì quan trọng nhất không chỉ có khổ, nguyên nhân của khổ, sự diệt khổ, mà quan trọng nhất là bát thánh đạo. Người đời thì chỉ biết đến khổ thôi, không biết đến nguyên nhân của nó, không biết là có tồn tại sự diệt khổ, và không biết là con đường dẫn đến khổ. Và con đường này đó, cái chữ đạo đó nhé, chữ đạo, đạo. Các vị hảo hiểu đạo là gì? Đạo đế này, rồi thì là chứng đạo này, rồi thì là đạo là gì? Con đường, còn nghĩa gì nữa không? Hả? Lộ trình, còn nghĩa gì nữa không? Phương tiện, phương pháp, lộ trình, tất cả những thứ đó cũng đúng. Nhưng mà bên ngoài người ta cũng có cái ý nghĩa đó. Và có một cái ý nghĩa duy nhất chỉ có ở trong đạo Phật. Các vị có biết nó là cái nghĩa gì của chữ đạo không? Chỉ có duy nhất trong đạo Phật chúng ta, cái ý nghĩa đó nó chỉ tồn tại trong cái đạo Phật mà thôi. Về cái chữ đạo này, về cái con đường này, về cái Magga này này, tiếng Pali là Magga này, tiếng Việt là đạo này, hoặc con đường này, chỉ có duy nhất. Hả? Các vị mà không hiểu cái điều này, chưa biết cái điều này ấy, mà chưa rõ ràng trong điều này là các vị có thiệt thòi đó. Hả? Đạo là cái gì? Còn ý nghĩa gì nữa? Mà rất thường xuyên chúng ta nói đến cứ đạo, 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 đạo quả, đạo quả, đạo quả. Hả? Đấy là vẫn là nghĩa là con đường. Đấy là chân lý. Chứ phải. Không phải. Các vị nhớ nhé. Nhớ cho sư nhé. Chỉ có trong đạo Phật. Đạo ở đây trong nghĩa Phật giáo là một tâm tuệ tối thượng. Nhưng mà có đúng vậy không? Chưa bao giờ nghe, nhưng mà nghe mãi rồi chứ không để ý. Thì khi chứng đạo, chứng quả thì là chứng cái gì đó? Cái tâm đạo nó xuất hiện chứ, có phải vậy không? Hả? Tâm quả nó xuất hiện chứ, đấy là tâm chứ. Mà chỉ có ở trong Phật giáo mới có cái nghĩa của đạo là tâm, tâm tuệ tối thượng dẫn đến giải thoát, lấy Niết Bàn làm đối tượng. Chỉ có ở trong Phật giáo. Các vị nhớ cái điều này, khi nó đọc các kinh điển, khi nghe các lời giảng, khi nói đến đạo, các vị phải hiểu ngoài cái ý nghĩa con đường, phương tiện, phương pháp, chân lý vân vân là tâm tuệ tối thượng duy nhất mà phải thông qua bát thánh đạo mới có thể vun bồi và thành tựu được. Không có bát thánh đạo, không qua với lộ trình đó, không bao giờ có được cái điều đó. Thì đây là cái điều mà các vị sư muốn chốt lại cái điều hôm nay, là các vị đang đi đến trên cái con đường bát thánh đạo bằng con đường tứ niệm xứ. Thì buổi khác thì sư sẽ tiếp tục giảng là tại sao đi trên đường tứ niệm xứ, tức là đi đường bát chánh đạo, để đạt được cái đạo quả đó, là cái tâm nó xuất hiện nhé. Bốn chữ tề rồi. Mong cho các quý vị luôn luôn tinh tấn, chánh niệm liên tục trong cái suốt khóa thiền này, và nhanh chóng vun bồi được các cái tuệ minh sát, danh sắc, phân biệt danh sắc, phân biệt nhân quả và phân biệt tam tướng, khổ vô thường vô ngã. Chúc cho các vị thành công. Sa-tu, sa-tu.